3. Hello anh em, và chào mừng anh em đã đến với kênh Văn Quyền Channel. Và hôm nay bọn mình lại tiếp tục một series mới, đó là khám phá một cái khu đồi vừa bị tháo dỡ ấy anh em. Ở đây là hiện tại là một cái nhà nha, nhưng mà bị người ta tháo dỡ để làm cái gì đấy thì mình không biết. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi vào trong này và vào bên kia để khám phá thử nha anh em. Đây bẩn quá anh em ạ. Tìm người khác anh em ạ. Bên này đi. Đây rồi anh em. Em mình sẽ đi thử lên đường. Chào thử lên anh nhá. Mình sợ người ta bắn. Mình chỉ nhìn xung quanh thôi. Đây toàn đá là đá anh em ạ. Ui là đá này. Đá này. Kia đá nữa. Ở đây hình như có cây cối lắm mà. Xong người ta chặt đi nữa nghe. Nên thử đây trong đấy gì không? Thử đi nó cũng chẳng có gì lắm luôn ạ. Gì anh em ạ? Không có chẳng có gì. Ngoài cái dấu xe cần cọc, à xe tăng. Lộ. Xe nó xuất hiện rồi. Nhìn trên kia. Cây kia hình như bị chặt nó đổ rồi anh em ạ. Thấy không? Đấy. Hiện tại là tình hình dịch bệnh Covid đang phát tán rất là mạnh. Nên anh em, mình khuyến cáo anh em lên ở trong nhà nha anh em. Bọn mình ở gần nhà thôi. Ở nhà mình ở bên kia kìa anh em. Nếu mà mình đi ra, dám đi ra đây. Nhưng mà mình vẫn phải bị khẩu trang này. Đấy. Nếu mà anh em có cái việc gì cần thì mới đi ra ngoài nha anh em. Còn không thì nên ở nhà cho nó an tâm anh em ạ. An toàn nữa. Và mọi người đang xem video nhớ cho Văn Quyền Channel một like, một share và một đăng ký kênh để bọn mình có động lực làm thêm những video tiếp theo nha anh em. Bây giờ mình sẽ đi xuống này. Mình lấy cả chiếc không? Thăm bên kia nhé. Có gì kiểu như là vô anh trai nha. Chúng bắt đâu. Nhìn thấy một con. Con kia kia. Bên kia nha. Ở đây còn một cái lốp xe bị vứt. Nhìn ra. Việc này thì công ty của bên anh cha mình cũng đang làm cách này nha anh em. Nếu như anh em có yêu cầu mua thì nhớ đi xuống ở ngã ba bãi lại nha anh em. Đấy. Xong đi xuống gần bể bơi sông Sinh ấy, đi lên qua cái cầu ấy xong rồi đi lên thẳng. Thấy một cái nhà máy nha anh em, nhà máy mới xây chứ. Ở đó nhà gì? Ở núi gì mà? Bên kia cũng có kìa. Chết núi rồi. Thank you.
Thấy đâu vẫn một chân thì như bình thường. Thế thế các bạn đấy, đường xuống cái tua cái khu mà gạch gạch mình, một cái công ty gạch mà mình vừa nói của anh mình ấy nhé. Mình nói luôn là không phải là anh của mình đâu mà là anh của nhà bác mình anh em ạ. Được. Xanh xanh lâu nhiều lắm này, kia nữa đấy. Bên kia có cái cây to như mọi người nhờ kìa, đấy to lắm. Các bạn còn thấy ở trên kia không, cái chỗ mà đất bị san để làm có một cái đường đi ý, để thừa ra ấy, người ta không dám để nó cụt không có đường đi anh em ạ. Thế nên mọi người nếu muốn lên thì lại không lên được. Thế nên là người ta để ra một cái chỗ đấy. Mình với anh mình vừa đi vào chỗ đấy xem thử đấy anh em ạ. Trốn lắm. Nhưng mà vẫn đi được, không sao. Nhưng mà khuyến cáo ai mà sợ độ cao, yếu tim, đừng nên đi cái đường mà nó cao với cả nó dốc nha anh em. Cái cây trụ lá đen xì xì như em ạ. Em thấy nó từ mấy hôm trước rồi, còn bây giờ vẫn thấy như em ạ. Ở dưới cái gốc cây nó vẫn xanh xanh. Nó vẫn xanh xanh anh em ạ. Chỉ là bụi lau kìa. Ở đây nhiều thứ quá anh em ạ. Anh em ạ, không được đụng vào. Và sờ vào đứt tay. Thôi, không thể chữa. Thì đi ra học đi ngay nha. Được một bãi cát kìa. Cái khu này là cái khu đất người ta để trống nha mọi người nhá. Đấy, người ta cũng là cho máy xúc vào để san nó ra đấy. Ở đây này, đường đá là đá này anh em ạ. Nhưng khu này mình chẳng biết người ta làm cái gì để suốt thế này mọi người. Bên kia thì mọi người đang làm cái gì đấy. Bên này cái nhà mà kiểu như là chủ cái chỗ này sao ấy anh ạ. Trước đấy là em gì vậy? Một bãi cát mà cái cây nó mọc đây. Tôi nghe các bạn cát thích luôn nha. Và video cũng sẽ kết thúc ở đây. Nếu như anh em nào muốn bọn mình quay clip trèo lên chỗ kia mà đi lên chỗ kia bọn mình khám phá rồi nhá. Nhưng mà cái dốc thì bọn mình chưa đi lên mà chỉ đi lên một lần, nhưng bọn mình chưa quay lại video nha anh em. Nếu mà anh em nào muốn bọn mình đi lên thử để quay toàn cảnh khu vực ở dưới này thì anh em nhớ comment ở bên phía dưới nha anh em. Nhớ cho mình một like nhá. Bye.